đây là khu vực từ trung tâm xã, bắt đầu chúng tôi đang di chuyển lên trên bản Nà Hin. Đây là thuộc đất quyền tạc rồi nhỉ? Đây là đúng rồi, đây là quyền tạc. Đây đất quyền tạc. Nói chung là khu vực đây đã bị nhiều khu vực. Nếu mà đoàn phố diện đi bộ lên được đến xã Mường Chanh, bây giờ là có cái đoạn này nữa đây, gọi là di chuyển tạm được một ít đường là đi xe máy, cho nên là anh em nhờ anh em ở địa phương và xã đưa để di chuyển đến cái địa điểm thiệt hại nặng hơn, lên khu vực Nà Hin. Suối này là san phẳng hết. Đây là đã được địa phương chỉ đạo thông đường nhờ máy múc xử lý cho bà con được thông tuyến mới này. Anh nghe sang đây là cái mặt đường khu vực cầu bóng. Khu vực bản bóng này nó đã bị suối nó xấu mặt đường. Tuy nhiên là lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo làm cầu tạm để cho bà con lưu thông được xe máy với lại đi bộ. Đây là may là mấy ông vừa máy xử lý thông như thế này thì anh em đi không có là tiếp đi bộ. Thì còn hai chị công tác là xác định là đi thế thôi, còn phát sinh việc với lại ở lâu ở nhanh như nào chưa xác định, không việc thế này. Đang làm kinh tế ở bên kia, kinh tế của bà con chăn nuôi trồng trọt như thế. Hiền vẫn sim á? Lo vẫn hiền á? Ý là thế phải. Hiền vẫn sim chứ. Đúng rồi, thế lo vẫn hiền. À đấy à? Lo vẫn hiền thì biết anh em. Mấy cái ao ở đây là đi sạch rồi đúng không? Đi sạch rồi. Đá con đi bộ. Đây là khu đầu bản Cang. Đây, ngay cái khu này là ngày trước có mấy cái ao dần múc ra. Đây, khu này là mấy cái ao. Nhưng mà sau vài trận lũ là mấy cái ao khu này là đã là ngày xưa là mép ao, mép ao với mép suối, dòng suối đi bên kia là ao. Nhưng tuy nhiên là đã sập hết rồi. Mặt đường sạt. Nhà này phải di rời,
rỡ vì là sạt đằng sau. Đây là đã đến khu bản là Hin. Nhà này vừa kiêng trắng đây này. Đây là cái nền mà mọi người kiêng cái nhà này lên này. Đây nó sạt phía sau bản này. Đây là anh em chúng tôi tranh thủ. Đây, bây giờ là 6 rưỡi đến nơi. Anh em chúng tôi tranh thủ đi tiếp cận các địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ ngày cuối tháng 8. Đây sạt lở đây, chúng tôi đi muộn chưa. Đây chưa, nhà thiệt hại nhiều không chị? À vâng, cảm ơn chị. Tôi cố gắng khắc phục nhá. Anh em cũng đây hả? Ông đang cố gắng khắc phục sớm thì khối lượng công việc nhiều lắm. Đây các bạn đang nhìn thấy kia này, tảng đá này. Toàn là các tảng đá to nó lăn từ trên đồi xuống theo nước lũ, nó lũ ống nó đẩy xuống, lũ ống lũ quét. Đây thì chúng tôi đi giờ này đang hơi tối, cái máy thì cũng đang hết pin. Đây giờ toàn cảnh cái khu vực này. Ngày xưa nó là lòng suối, cái khe rất là bé thôi. Đồng chí chủ tịch xã nói là sau khi mà lũ nó tràn qua thì ầm như tiếng máy bay luôn. Đây, các cái tảng đá khổng lồ đây nó nằm chắn hết các cái khu vực đường đi ngày xưa. Đây, đường đi đây. Đó, theo tay tôi chỉ là đường đi. Đây, các tảng đá này. Đây là khu vực bản Nà Hin, xã Mường Chanh. Đây, cái vệt trên này là cái vệt nó cống từ trên sườn đồi kia. Đấy, đây, đây. Các cái điểm đó. Đấy, sạt lở hết đây. Đấy, bây giờ nước vẫn chảy nhỏ thôi, nhưng mà nước đã tống toàn bộ xuống các cái khu nhà đây. Đoạn thôi, di chuyển đi chỗ khác thôi. Ngọm à, xuống dưới thôi. Chỗ này là cả buổi tối chúng ngủ dưới rồi, lên đây. Đó, đây là toàn bộ khu vực mà bị lũ ống càn qua, lũ ống quét. Còn phía kia là nhà dân đã bị ảnh hưởng, họ phải tháo. Đây là cái khu nhà phòng tắm với bể nước của bà con, nó tống toàn bộ qua đây. Đây là khu đường đi ngày xưa. Đây, đường đi đây. Đấy. Mọi người thông cảm, với là máy sắp hết pin cho nên là quay rất tối. Tôi sẽ ngắt tạm mà ngắt clip tại đây nhé. Chào tạm biệt mọi người.